tôi không muốn tiếp tục với cái thằng nghèo nghèo như anh nữa. Còn bây giờ ấy, tôi không cúng mất thời gian nói chuyện với anh nữa, tôi đi về đây này. Ô, bà không còn đợi tôi về kia nữa, không mất thời gian nói chuyện với anh đâu. Chào mừng tất cả anh em đã đến với shop ggffntn.net. Shop bán nick FIFA kim cương giá rẻ ạ. Khuyến mại tặng 100% giá trị cho mọi lần đặt thẻ ạ. Thử vận may 20k có cơ hội trúng ngay 14.999 kim cương. Truy cập ngay shop ggffntn.net để ủng hộ mình nha. Hello hello xin chào tất cả bạn nha. Mình là LTL đây. Đẹp trai mang số không men từ Bắc Giang, ok. Nếu mà LTL sẽ quyết định là mỗi clip của anh là cực kỳ là kinh dị luôn nha anh em. Cực kỳ là dằn mặt luôn nha anh em. Thì đối anh em biết là tại sao hôm nay LTL lại mặc một cái bộ quần áo gọi là giàu có như này, gọi là đẳng cấp như này anh em ạ. Bởi vì sao? Bởi vì hôm qua mình giả nghèo ấy, thì cái thằng Tuấn Trọng hôm nay nó nhắn tin cho mình, cái thằng Tuấn Trọng người yêu mới Ngọc Diễm ấy. Đây cho anh em xem tin nhắn luôn nhá. Đấy anh em thấy chưa, thì nó bảo nó là Tuấn Trọng người yêu mới của Ngọc Diễm đây. Đấy. Nó bảo mình là cái thằng nghèo rách mồng tơi anh em ạ. Mẹ cay vai trưởng ra. Nó còn bảo mình là không đủ trình yêu Ngọc Diễm. Nghe nó bực hết cả mình ra. Thì hôm nay LTL mình quyết định là mặc một cái bộ đồ giàu này vào để dằn mặt nó nhá. Mời nó vô, những thằng này nó nghèo, nó cứ chê người khác nghèo, bực hết cả mình ra anh em ạ. Ôi dồi, ai nhắn tin đây? Đù, cái thằng Tuấn Trọng em nó bảo là thằng LTL nghèo. Vai trưởng thật, đây mình sẽ mời nó vô luôn nhá, để mình kiểu như là dằn mặt nó nhá. Mà không biết là nó có phải là người yêu mới của Ngọc Diễm không hay là nó bốc phét anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ mời vào để dằn mặt nó luôn nhá. Thằng này nó dám kiểu như là bốc phét mình thế nào ấy. Đâu phải thằng này đâu phải. Đây Tuấn Trọng ID nha mọi người. Nó dám đặt tên cặp với người yêu mình. Đồ thì nghèo. Alo. Alo. Mày phải là Tuấn Trọng không? Mày phải là LTL. Ô thì tao mời mày nhìn cái tên LTL to đùng kia, mày lại hỏi tao phải LTL không? Thế mày nhìn quần áo tao có đẳng cấp không? Tao thích gì? Để nghèo chỗ trên bố mẹ kia gì đấy. Nghèo cái gì mày bảo anh nghèo, mày nhìn đồ tao đầu dạ xoe các thứ. Áo level 7AK rồng xanh xanh nè này, con loại mày nghèo ấy. Mày bảo người khác nghèo. Trộm tiền bố mẹ. Ui mày nghĩ gì tiền tao á, vứt đầy nhà kìa. Thích mày ra đây cho mày 100 triệu. Im đi, bất nợ phép. Nhưng mày bán tỉ gà mà đã nghèo trên người khác nghèo. Đã bắt gà đòi yêu ngầu xiếp mà. Mơ đi nhé. Ui dồi ôi, xin bây giờ tao mày nhá. Bây giờ tao vào trận tử chiến nhá, xem ai ăn nhiều kill hơn nhá. Chơi. Nhưng mà nếu mày ăn ít kill hơn tao thì mày phải tha tao với Ngọc Diễm nhá. Nếu tao hơn kill thì sao? Nếu mày hơn kill tao thì mày tao cho mày Ngọc Diễm luôn, được không? Ok. Ok vào luôn này, chơi tử chiến nhá. Okay. Bắn thường thôi chứ bắn danh khả năng mày bắn gà và tụt danh tao chết. Chỉ nữa tao cần lên 100 hack. Ui dồi ôi, mày đừng có mõm đi vô luôn này. Lại quát lề. Alo. Lô. Mày đúng là thằng nghèo, nhìn đồ mày nghèo này, mày dám chê tao nghèo. Thằng máy này. Ê mày sinh năm bao nhiêu? Mày sinh năm bao nhiêu? Tao lớn mày được rồi. Điều mày bao nhiêu lớn giọng mày nghe chỉ trâu hay mày bốc phép chứ làm gì mày được làm người yêu mày chưa? Mày lớn nào hơn tao, mày chắc phải 2K10 đúng không? Anh lớn mày chục tuổi. Ui giời, cái giọng này chục tuổi có giọng này có mà trẻ trâu ấy. Bán linh mày. Nhưng mà mày bán hay bằng tao không? Bán hai anh mày gấp 100 lần. Ui trời ơi, vai cả bán hai 100 lần. Ui KS của tao là giỏi KS. Chữa bắn chữa. Mày nhìn tao đấm này headshot luôn này, nhìn này. Ra đấm này vào đầu luôn này. Ui chết rồi. Thằng máy này thì bắn thân cũng chữa. Ui thằng này nó cứ đứng lên ngồi xuống cay thế nhỉ. Mẹ. Ôi Chạy. Ui thằng này nó tấu hà anh ạ. Ui mày bắn nó đi, mày bắn nó đi. Ui mày KS tao rồi. Mày bắn cẩn. Anh em thấy thải bắn toàn KS không anh em? Tao bắn toàn headshot thôi. Xin. Mày làm sao đủ trình yêu Ngọc Diễm ấy, đồ nghéo mà mày nhìn tao hành động AK các thứ này. Thấy chưa? Súng xịn chưa? Súng VIP đây. VIP như mày quá không? Súng mày súng thử đi. Thử? Vai cái AK dùng danh thử, chịu cụ đây, chắc cụ mới chơi game phải không? Đấy, súng thử đi. Có phải mày mới chơi game không? Phải 15 rồi. Đúng là ông Hoàng bốc phép thật. Không ngờ là bốc phép. Áo cụ là chữ thật. Sự thật cái gì mà sự thật. Bắn thì đã gàm. Nhìn trận này tao cho mày biết nào là đẳng cấp của LTL này. Thì mày nên bắn 4 thân đi lên xem. Ây ơi, tao đừng có mơ tao cứu mày. Mày quậy tao. Ui chết tao rồi. Ừ lại tao cũng lag. Hai mình cũng lag. Bắn lag thôi. Mày đừng có phép, có mà tao lag với mày không lag. Mày bắn ngu. Mày binh tao 1000 binh này. Binh mày 1000 binh. Thế binh ra 1000 binh.
Mày bán ngu lắm, mày bán ngu lắm. Tôi đeo thích đấu mùa không? Bao nhiêu mùa rồi? Mùa nào phải đứng top 1 nha. Mày đừng có điều. Mày đang nghèo bán đeo ngu thì còn đoàn đeo thích đấu. Thích đấu mùa 10.000 điểm. 10.000 điểm, 10.000 điểm, mày đừng có bốc phét. Anh em mấy thằng ấy bốc phét, anh em comment xuống nhá. Bây giờ tao mày xem trận này Thảo ăn nhiều kill hơn à? Chơi luôn. Nếu mày thua tao, mày thua mày phải đừng làm phiền tao với Ngọc Diễm nữa nhá. Ừ thì nếu tao thắng sợ. Mày thắng, tao cho mày Ngọc Diễm luôn. Được không? Ê, lại lát chết rồi. Vãi trưởng thật đấy. Cứu cứu tao mày, cứu tao đây. Bơ đi. Ôi đủ. Đây mày đang không cứu tao. Mày đừng có lớp nhất. Thế chứ đồng đội ra phải tốt như này. Mày bán ngu cứ giả vờ lét. Bắt gì cũng sát thương dễ rồi. Không sát thương đấy, tao bắn giả vờ thôi. Nhìn nè. Chết tuổi rồi. Chưa. Lát qua, lát qua. Mùa nào tao phải thật đấu nha. Mày đừng có điều gì. Mày có mà danh đồng đội ảm. Chính đội tao bắn vậy. Tức chục cả khách. Mày mõm quá rồi nha. Thằng này đúng là mõm rồi. Nhưng mày đừng, mày có phải mày bốc phét tao, mày không phải người yêu Ngọc Diễm không? Mày đừng có điêu, mày làm gì phải người yêu Ngọc Diễm, mày đang trẻ trâu đấy ấy. Mày có tin tí tao đèo Ngọc Diễm xuống nhà mày không? Mày đèo Ngọc Diễm xuống nhà tao? Ừ. Mày đừng có bốc phét, mày có mày em Ngọc Diễm thì đèo cái gì? Tin đấy. Không. Đợi tao 5 phút nhé. Tao đợi mày cả ngày chắc thì mày đã xuống. Ok, bây giờ tao đợi mày 5 phút nha, mày không xuống đi đâu. Triple kill. Ok, được rồi, đợi xem mày xuống nha. Okay. Thì ok tất cả bạn nhá. Đấy mọi người thấy chưa, cái thằng này nó chỉ được cái mõm thôi, mình sẽ ngồi đây mình đợi nhá. Niệu không biết là nó có đèo Ngọc Diễm đến không, mà kiểu như mình đợi tầm khoảng độ 17 phút hay 18 phút rồi. Mẹ chả thấy thằng nào gọi điện đến, cái thằng này như nó phép hay nhảo. Thế nó cứ bảo nó là đeo thách đấu, thứ mình nghe thấy thằng này nó mõm lắm. Hình như thằng này thằng trẻ trâu nha, chắc là tầm khoảng độ 2K10, 2K11 đấy. Mà nó cứ bốc. Nó gọi anh em. Alo, alo, alo. Vượt cổng nó vào cho mày đấy. Giết ngoài cổng nó vào tao. Ừ. Mày đừng có bốc phép thế, mày mõ vừa thôi, mày dám lên nhà tao ngay đấy. Giết thật vừa là mày nói chuyện đấy. Đủ, thật đấy này, đang ngoài cổng á. Ừ, đang mở cửa. Ui, vã trưởng thật. Chuyện gì không biết nữa. Anh ơi, ra nói luôn đi. Không vào nhà đâu. Vào đây. Không vào. Có gì anh nói luôn đi. Thế bây anh muốn hỏi em đây luôn, ai đưa em lên? Ai đưa lên việc của tôi cho anh hỏi. Em đi bộ lên ai đưa em lên? Có phải người yêu mới em đưa em lên đúng không? Ai đưa em lên thì đây là việc của tôi, việc của ai em không cần phải bận tâm. Thì có phải là... Nhưng mà anh hỏi em một câu cuối ấy, thì có phải em người yêu mới không? Người mối đâu đó, anh đừng lo viện à. Thế tại sao em lại xóa cái bạn game của anh là như nào? Anh đừng có vô lý như thế, xóa cái bạn game của anh bao giờ. Anh quay clip lại rồi, không phải cơn nhà. Em còn hủy cái bạn thân 300 ngày nhá. À nhầm, cái cặp đôi bá đạo em biết là cái công sức đấy là 2 đứa ngày nên là tại sao em có thể hủy như thế? Tôi cần gì? Bây giờ em có người mới rồi, tại sao em lại bỏ anh? Có phải em cắm sừng anh đúng không? Tôi cắm sừng anh ấy thì làm sao? Em không ngờ, thế tại sao em cắm sừng anh đối xử với em có gì ấy, mấy em lại như thế mà. Anh nhìn lại anh đi, xem nào anh mặc cái này. Anh xem này có bằng một phần người ta không? Thì bây giờ anh chưa kiếm ra tiền thì sau em các kiếm ra. Giờ đến cái lúc nó bảo anh, có phải là lúc anh mất tương tác YouTube rồi em bỏ anh đúng không? Từ lúc đấy đúng không? Hay là em có ý định đấy? YouTube ý thì mất tương tác. Nghèo thì còn tiền nữa mà nuôi tôi. Hay là em, thì có phải em có ý định đấy từ lâu rồi đúng không? Hay là bây giờ em mới có không? Em nói cho anh biết luôn đi. Có anh bao giờ, đấy là đúng tôi mà được có anh. Anh xem là anh đi. Người lấy cao đấy khách. Tôi không hiểu phải sao thôi, còn đứa mình yêu nhanh à. Bây giờ... Thì bây giờ em, ai... À giờ em bảo, vào đây luôn rồi. Không thích. Anh đừng tiếng xe ngoài cổng rồi nhá. Em bạn tôi, nhà tôi thì sao? Không ngờ em là con người như vậy luôn đấy. Em biết bây giờ trời tối rồi nhá, 6 giờ rồi. Anh gọi em lên đây để nói chuyện như thế. Bây giờ em lại kiểu như trả lời anh như thế à? Anh thất vọng lắm. Mất công mất sức lên đây thì anh làm con nói chuyện thôi, nữa làm gì tôi không muốn dây dưa gì với anh nữa đâu. Thì bây giờ anh hỏi em một lần nữa, có phải là em còn yêu anh không? Anh hỏi em câu đấy thôi. Em nói ra đi. Em nói thẳng. Còn lại bây giờ ấy, chia tay. Dừng lại đi.
tôi không muốn tiếp tục với cái thằng mèo mèo nhanh nữa. Còn bây giờ ấy, tôi không cúng mất thời gian nói chuyện với anh nữa, tôi đi về đây này. Ô, bà phụ tội, tôi phải kia chứ không mất thời gian nói chuyện với anh đâu. Ok tất cả anh em nhá, thì hiện tại là Ngọc Diễm đã về đến nhà anh em ạ. Đấy thì cái thanh niên Tuấn Chọc kia ấy, là người yêu mới của Ngọc Diễm ấy, thì lúc nãy đợi ngoài cổng ấy, thì Ngọc Diễm ra cái thì đã đưa Ngọc Diễm về rồi anh em ạ. Thì mình không ngờ Ngọc Diễm kiểu như có thể đối xử với mình như vậy luôn anh em ạ. Đấy, thì theo anh em kiểu như Ngọc Diễm có đối xử với mình như vậy được không? Mình không tin luôn đấy. Mình không biết là trong này có hiểu nhầm gì không, nhưng mà mình khá là sốc anh em ạ. Đấy thì mình chưa đợi một tí nữa Ngọc Diễm về thì mình sẽ kiểu như nhắn tin chia tay thôi anh em ạ. Kết thúc luôn đây chứ bây giờ Ngọc Diễm như thế thì mình sẽ không yêu nữa anh em ạ. Đấy thì bây giờ chỉ còn những anh em fan cứng của LTL ấy. Thì những anh em nào mà fan cứng của LTL thì anh em comment fan cứng LTL trái tim ở đấy nhá. Đấy, trái tim đỏ ấy thì anh em để mình biết là anh em những anh em đấy là những anh em fan cứng của LTL ấy. Thì ở clip sau ấy LTL sẽ kiểu như là ra một cái event nho nhỏ anh em ạ dành cho tất cả anh em nhá. Mình sẽ chọn ra tầm khoảng 200 bạn luôn. Hiện tại shop của LTL hiện tại đang thừa rất là nhiều kim cương nha bạn. Đấy thì mình sẽ kiểu như ra câu hỏi để tặng quà cho anh em ấy. Thì những anh em mà xem sớm mới được tính nha, thì anh em nhớ bật chuông thông báo lên nha, ở clip sau nha. Đấy cho anh em xem này. Anh em thấy chưa, thì còn thừa một đống kim cương luôn nha bạn. Thì clip của LTL đến đây là kết thúc nha. Thì cảm ơn tất cả các anh em đã xem đến cuối clip này nha. Bye bye anh em.